Bắt đầu thử cái son này cho mọi người coi nhá. Chỉ một lớp mỏng như này thôi mọi người nhá. Sau đó mình đợi khoảng 30 giây. 30 giây thì cái màu nó lên rất là nhẹ nhàng, nó bắt vào thấy không? Nó không khô môi này, đúng không? Nó mịn môi. Sau đó mọi người phủ cái phần bóng này lên nhé các anh chị nhé. Em phủ phần bóng này lên. Đấy, lướt nhẹ thế này thôi. Đó. Thì nó thành son bóng. Và các anh chị lại, các chị đẹp nhỉ, đợi thêm khoảng 30 giây nữa nhé. Mình đợi 30 giây nữa cho nó khô xong mình thử ha. Sau khi 30 giây xong thì bây giờ chúng ta cùng thử ha. Rồi, mình thử ha. Đây là cái tay của em nhé. Đúng không? Thì nó rất là mềm môi này, không khô môi này, nó lại bền lâu nữa. Rồi bây giờ là đây là cốc nước nhé. Rồi em uống ha. Đúng không các anh chị? Rồi, đây là thỏi son em rất là thích. Mọi người ai có nhu cầu thì nhắn tin cho em nhé. Rồi, chào tạm biệt.